Mới đây, bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã tiếp nhận một trẻ sơ sinh suýt chết do nhiễm virus từ thói quen ôm hôn. Gia đình cho biết, sau khi trẻ sinh ra, nhiều người thân đến thăm bế và thơm con. Sau đó, trẻ xuất hiện khụt khịt, chảy mũi, húng hắng ho nhưng không đi khám. Đến khi trẻ tím tái, hơi thở thoi thóp, bố mẹ mới đưa đến viện. Bác sĩ Vũ Mạnh Dũng, trưởng đơn nguyên sơ sinh cho biết, tình trạng trẻ rất nguy kịch, da tím tái, xuất hiện các cơn ngừng thở, chỉ số oxy trong máu liên tục giảm, suy hô hấp nặng, phải thử máy, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm chuyên sâu ngay tại giường, kết quả trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp, gây viêm phổi nặng, xẹp toàn bộ phổi bên phải. Để điều trị, bác sĩ sử dụng máy thở chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, kết hợp vật lý trị liệu hô hấp, vỗ dung, ép đờm, hút dịch mũi họng để khai thông đường thở nhanh, kiểm soát nhiễm khuẩn sau 10 ngày điều trị, trẻ qua nguy kịch, sức khỏe ổn định. Theo bác sĩ Dũng, số lượng bệnh nhi nhập viện do nhiễm virus SRV tăng rất nhanh trong thời gian gần đây. Nhiều trẻ có triệu chứng nặng, đây là sự lây lan của đường hô hấp, đặc biệt từ thói quen hôn hít của trẻ con. Triệu chứng nhiễm virus hợp bào hô hấp ở giai đoạn khởi phát là do ho, hắt hơi và sổ mũi giai đoạn toàn phát trẻ kho khe ho thở nhanh đối với trẻ sơ sinh atrov có thể gây suy hô hấp nghiêm trọng từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy nếu không phát hiện và điều trị kịp thời trẻ có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng suy hô hấp suy tim suy đa tạng thiếu oxy não thậm chí là tử vong. Theo các nhà khoa học, có một số loại virus rất dễ lây lan qua đường miệng, thậm chí là chỉ qua một nụ hôn. Nếu những virus đó xâm nhập vào cơ thể trẻ sơ sinh, dẫn tới những vấn đề lớn cho sức khỏe của bé, bởi trẻ sơ sinh có hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành và chưa được tiêm phòng đầy đủ. Các loại vi khuẩn và virus có thể lây cho trẻ qua việc hôn như bệnh lý lây qua đường hô hấp như vi khuẩn lao, não mô cầu hoặc virus như cúm, sởi, virus hợp bào hô hấp quay bị. Thông thường, chúng hay lây qua những giọt nhỏ phát sinh khi người bệnh ho, hát hơi, nói chuyện. Xét về lý thuyết khi hôn nhau thì cũng có thể lây lan những bệnh này dù trên thực tế ít phổ biến. Các bệnh lây truyền qua tiếp xúc như virus HBS, SHV1, khi hôn tiếp xúc cũng có thể gây ra các vết loét muộn nước dạng herpes trên da, thường ở vùng da bán niêm mạc hoặc virus có thể xâm nhập tồn tại dạng ngủ âm thầm trong người, đến khi có điều kiện thuận lợi sẽ tái hoạt động gây chốc mép zona, thậm chí là viêm não do herpes. Virus cytomegalovirus cũng thuộc nhóm herpes, loại này lây lan qua dịch cơ thể như nước bọt, nước tiểu hoặc máu. Khi một người bị nhiễm CMV sẽ có ở trong cơ thể suốt đời nhiễm CMV thường gây ra bệnh không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu tế bào thai bị nhiễm MCV có thể có những rối loạn phát triển nghiêm trọng. Ngoài ra, những người có sức đề kháng kém, chúng có thể gây tổn thương phổi, gan hoặc bệnh tăng bạch đơn cầu nhân nhiễm trùng. Các bệnh lây truyền qua nước bọt, nhiễm virus đường ruột có thể lây truyền qua nước bọt, có thể kể đến như virus gây bệnh chân tay miệng, enterovirus, virus gây bại liệt, tiêu chảy và viêm gan A. Chúng ta cũng cho rằng vi khuẩn gây viêm lết dạ dày H. pylori có thể gây qua nước bọt, nên những hành vi như mớm cho trẻ ăn có thể khiến vi khuẩn này lây lan. Trên thực tế, có rất ít trường hợp lây bệnh được xác định chắc chắn, đường lây truyền qua nụ hôn, nên có thể coi đây là con đường lây truyền khá thứ yếu đối với những bệnh lý kể trên bố mẹ không nên chủ quan tránh cho trẻ tiếp xúc đông người hạn chế ôm hôn thơm trẻ nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ rửa tay thay quần áo khi đi làm về trước khi bế con khi trẻ có các biểu hiện như sốt cao co giật tím tái bỏ bú kém ăn thở nhanh rút lõm lồng ngực cần đưa con nhập viện ngay